Chào anh em, hôm nay mình giới thiệu cho anh em coi về một cái trường hợp rất là gọi là may mắn ha. Hôm qua thì có một cái khách có một cái khách ở bên mình. Khách mang một cái máy iPhone XS 256 GB Gold tới để ghép SIM ha. Thì đầu tiên là mình hỏi khách là cái máy này là lốc nhà mạng nào, nguồn gốc ở đâu, thì khách nói là máy này là lốc AT&T ha. Thì khách nói là trong máy nó có sẵn SIM AT&T rồi. Thì sau khi mà mình check email á, thì mình thấy nó không phải lock AT&T ha anh em, nó là lock của cái nhà mạng US Reseller này ha. Nó cũng không phải lock của nhà mạng, nó lock theo chính sách ha, chính sách US Reseller này nè. Có nghĩa là ở bên Mỹ nó sẽ kích hoạt sử dụng đối với bất kỳ cái máy nào của bên Mỹ ha, còn đem ra nước khác nó sẽ là máy lock ha. Thì cái trường hợp lock nhà mạng này nó rất là vui ha. Nếu như mà hôm qua mà mình không có check email á, hoặc là mình chủ quan á, mình gắn cái SIM ghép hoặc là cái SIM AT&T vô mình kích hoạt á, thì cái máy này nó sẽ trở thành một cái máy lock AT&T luôn ha. Đây, cái dạng này rất là hay nha, nó sẽ trở thành một cái lock AT&T luôn và khả năng anh lock nó không được luôn ha. Thì may mắn cho anh khách đó là mình nói chung thói quen của mình mấy năm nay cũng vậy thôi, bất kỳ một cái máy nào mà đưa vô ghép SIM hay là chạy phần mềm là mình đều check email hết. Thì những cái dịch vụ mình chết là hoàn toàn là mất tiền anh em, mình không bao giờ dùng những cái trang web miễn phí ha. Tại vì đối với mình chết một cái email nó chỉ có 1-2 ngàn, 2-3 ngàn thôi, nhưng mà nó chính xác là được. Xui lắm nó bị lỗi hay là cái gì đó nó sai lệch thôi, chứ đa số là mình chết đều chính xác hết. Thì hôm qua là anh cho anh khách là mình đã chết cái máy đó, nó ra lóc nhà mạng này ha. Rồi thì sau khi chép nó ra đúng cái lock nhà mạng này thì trong vòng 5 phút là mình đã lock cái máy đó luôn, máy thành máy quốc tế vĩnh viễn luôn. Rồi mình sẽ cho anh em coi lại cái clip mà mình đã lock cái máy đó ha. Anh lock trong vòng 5 phút bằng cái SIM chuyên dụng bên mình đó, nó trở thành máy quốc tế ha. Reset dùng 2, cập nhật phần mềm hay là chạy phần mềm nó thoải mái hết. Cái này là bảo hành vĩnh viễn luôn. Rồi thì cái việc check email nó rất là quan trọng ha. Nếu mà làm iPhone mà không có check email thì nó rất là đáng tiếc ha, sẽ gặp nhiều trường hợp rất là gọi là rủi ro ha. Rồi mời anh em coi clip ha. Nè, em kích hoạt thử coi nó còn lock không nha. Này anh không check email là anh đâu biết cái lock nhà mạng nào đâu. Anh bỏ, anh đem đi, ví dụ mình tự mình thao tác mình ghép này nọ, mình không biết lock nhà mạng nào, mình sao? Kích hoạt bậy bạ lên là nó dính vô cái lock nhà mạng đó luôn. Và khỏi lock luôn. Rồi. Khẩu nhiêu anh? 20 04 88. Gắn SIM là lên sóng luôn á. Cái này mà không kiểm tra nhà mạng kỹ á, hoặc là không có biết về cái loại này á, là gắn cái SIM AT&T vô là nó thành lock AT&T luôn, là xài SIM ghép luôn. Giờ xong. Giờ xong rồi.